lịch sử còn ghi, từ thuở xa xưa, Nghệ Tĩnh là vùng đất ghi dấu những chiến công oanh liệt trong lao động xây dựng đất nước, đấu tranh chống ngoại xâm, góp phần xứng đáng vào chiến thắng chung của dân tộc ta. Tinh thần ấy kết thành truyền thống nhưng mà chảy không ngừng, được tiếp nối đến tận mai sau. Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Nghệ Tĩnh đã nối tiếp nhau đứng lên đấu tranh chống kẻ thù xâm lược. Mở đầu là cuộc khởi nghĩa của Trần Tấn, Đặng Như Mai, huyện Thanh Chương và Nam Đàn năm 1874, đã quy tụ đông đảo sĩ phu văn thân xứ Nghệ. Tháng 7 năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp nổ ra sôi nổi khắp Nghệ Tĩnh. Tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc, Đức Thọ, phong trào quy tụ dưới ngọn cờ của Phan Đình Phùng. Tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, phong trào quy tụ dưới ngọn cờ của Nguyễn Xuân Ôn. Mặc dù các cuộc khởi nghĩa này thất bại, nhưng đã chứng minh được truyền thống yêu nước, căm thù giặc của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Nghệ Tĩnh nói riêng. Đây chính là tiền đề tạo nên sức mạnh tổng hợp cho các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc ta sau này. Năm 1897, sau khi thực dân Pháp chính thức đặt ách đô hộ tại nước ta, chúng ráo riết thực hiện chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Nhân dân Nghệ Tĩnh vốn đã nghèo là phải chịu sưu cao thuế nặng, nên càng trở nên đói khổ. Từ đầu thế kỷ 20, thực dân Pháp xây dựng các nhà máy ở Vinh, Bến Thủy như nhà máy cưa, sửa chữa xe lửa Trường Thi, diêm, điện, cá hộp, rượu. Ở miền Tây tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, chúng chiếm đất lập đồn điền trồng chè, cà phê, cao su. Nghị định của toàn quyền Đông Dương ngày 15 tháng 10, 1890 cho phép mỗi nhà tư bản Pháp được chiếm 500 hectare đất. Theo báo cáo của Sở Công Chính Trung Kỳ, đến năm 1929, hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có 40 đồn điền với diện tích 19.729 hectare. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã gặp phải ngọn lửa đấu tranh của nhân dân cả nước và các tầng lớp nhân dân Nghệ Tĩnh. Đầu thế kỷ 20, cả nước đã bùng lên phong trào Đông Du và cuộc vận động Duy Tân mà người khởi xướng là nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu. Từ năm 1909 đến năm 1920, phong trào xuất dương phát triển mạnh. Con đường Đông Du sang Nhật bị thất bại. Các nhà yêu nước lại sang Xiêm xây dựng cơ sở kinh tế và hoạt động cách mạng, và từ đó qua Trung Quốc tìm con đường cứu nước mới. Hàng trăm thanh niên Nghệ Tĩnh đã xuất dương qua Xiêm để sang Quảng Châu Trung Quốc. Tháng 11 năm 1924, tại Quảng Châu, họ được gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc, được người huấn luyện về con đường cách mạng vô sản. Tháng 2 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã lập ra nhóm thanh niên Cộng sản đoàn gồm 9 người, trong đó có nhiều người quê ở Nghệ Tĩnh như Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Trương Văn Lĩnh, Lưu Quốc Long, làm hạt nhân cho một tổ chức cách mạng rộng lớn. Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc lập ra tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, gọi tắt là Hội Thanh niên. Hội Thanh niên có tôn chỉ mục đích rõ ràng, có điều lệ chặt chẽ và phương thức hoạt động giống như một đảng. Nguyễn Ái Quốc đã mở lớp đào tạo huấn luyện cách mạng cho hội viên Hội Thanh niên và cử họ về nước xây dựng cơ sở, trong đó có Nghệ Tĩnh. Báo Thanh niên, tác phẩm Đường Cách mệnh, Nhật ký Chìm tàu được bí mật chuyển về nước nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào phong trào công nhân và các tầng lớp nhân dân. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh
tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa Mác Lênin gieo mầm nhanh. Đó là những tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Nghệ Tĩnh. Ngày 14 tháng 7 năm 1925, tại núi Con Mèo, Bến Thủy, Hội Phục Việt ra đời do các nhà trí thức yêu nước như Lê Văn Huân, Trần Mộng Bạch, Trần Phú, Tôn Quang Việt sáng lập. Ngay sau khi thành lập, hội đã cử người sang Trung Quốc, Xiêm liên lạc với những người Việt Nam yêu nước đang hoạt động ở hải ngoại và cử cán bộ khác về các huyện để xây dựng cơ sở. Đồng thời, hội tổ chức nhiều hoạt động như rải truyền đơn, kêu gọi học sinh, sinh viên và các tầng lớp tri thức đấu tranh đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu. Tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm ngày mất của cụ Phan Chu. Trong quá trình hoạt động, hội có nhiều lần đổi tên và cuối cùng vào ngày 14 tháng 7 năm 1928, hội lấy tên Tân Việt Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Đảng Tân Việt. Tháng Giêng năm 1927, tiểu tổ hội thanh niên đầu tiên ở Nghệ Tĩnh được thành lập. Đồng chí Nguyễn Sĩ Sách, quê ở Thanh Chương, được bầu làm bí thư kỳ bộ. Hai tổ chức thanh niên và Tân Việt đã có nhiều hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp như tổ chức các phường tương tế, ái hữu, hội đọc sách, giảng báo, lớp dạy chữ quốc ngữ, hợp tác xã dệt vải, hiệu buôn, v.v. được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhờ sự hoạt động tích cực của hai tổ chức này, chủ nghĩa Mác Lênin đã được truyền bá sâu rộng đến đất Nghệ Tĩnh, mở đường cho phong trào cách mạng ở hai tỉnh tiến lên theo xu hướng mới. Tháng 6 năm 1929, Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc và Trần Văn Cung được cử vào Nghệ Tĩnh lập ra kỳ bộ trung kỳ của Đông Dương Cộng sản Đảng. Đông Dương Cộng sản Đảng đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia và phát động một phong trào đấu tranh rộng lớn trong hai tỉnh. Cuối năm 1929, các tổ chức quần chúng như Tổng Công hội, Tổng Nông hội và Tổng Sinh hội ra đời. Trước ảnh hưởng to lớn của Đông Dương Cộng sản Đảng, tháng 9 năm 1929, các thành viên tiên tiến trong Đảng Tân Việt đã đứng ra thành lập tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn tại Bến Đò Trai, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, hệ thống tổ chức Đảng ở Nghệ Tĩnh cũng nhanh chóng được thành lập. Xứ ủy Trung Kỳ được thành lập vào tháng 3 năm 1930 do đồng chí Nguyễn Phong Sắc, quê ở phố Bạch Mai, Hà Nội, làm bí thư. Tỉnh ủy lâm thời Vinh Bến Thủy ra đời tháng 3 năm 1930. Đồng chí Lê Mao được cử làm bí thư. Đồng thời, tỉnh ủy lâm thời Hà Tĩnh cũng được thành lập. Đồng chí Trần Hữu Thiều được cử làm bí thư. Tháng 10 năm 1930, tại đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Tiềm được bầu làm bí thư. Tháng 9 năm 1930, tại đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Châu được bầu làm bí thư. Trung ương Đảng Cộng sản chủ trương phát động phong trào đấu tranh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên ở Việt Nam. Xứ ủy Trung Kỳ và các tỉnh Đảng bộ Nghệ An và Hà Tĩnh đã tích cực chuẩn bị thực hiện chủ trương. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, hơn 1.200 nông dân các làng Đức Hậu, Ân Hậu, Song Lộc, huyện Nghi Lộc, Yên Dũng, Lộc Đa, Đức Thịnh, huyện Hưng Nguyên kéo vào thành phố Vinh Bến Thủy, kết hợp với công nhân các nhà máy đòi thực dân Pháp thực hiện các yêu sách như tăng lương ngày làm 8 giờ, giảm sâu thuế, ủng hộ cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy dệt Nam Định. Đoàn biểu tình không trang bị vũ khí, chỉ kéo cờ búa liềm và trang biểu ngữ, hàng ngũ chỉnh tề, vừa đi vừa hát vang bài hát quốc tế ca. Địch huy động lính đến năng cản, nhưng binh lính không bắn vào đoàn biểu tình. Trước cuộc đấu tranh mạnh mẽ của lực lượng công nông Nghệ Tĩnh, thực dân Pháp đã tổ chức đàn áp bắn vào đoàn biểu tình, làm 7 người chết, 18 người bị thương và bắt hơn 100 người. Nét nổi bật của cuộc biểu tình này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng xứ ta, công nông binh bắt tay nhau giữa trận tiền.
Cũng ngày 1 tháng 5 năm 1930, tại huyện Thanh Chương, hơn 3.000 nông dân các làng La Mạc, Hạnh Lâm, Đức Nhuận đấu tranh phá đồn điền Ký Viễn, tịch thu ruộng đất chia cho nông dân. Học sinh trường tiểu học Pháp Việt Thanh Chương tổ chức meeting kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động qua huyện lỵ, hô vang khẩu hiệu. Cùng với Nghệ An, tỉnh ủy Hà Tĩnh phát động một phong trào đấu tranh rộng lớn trong toàn tỉnh. Ngày 1 tháng 8 năm 1930, hơn 500 nông dân huyện Can Lộc biểu tình kéo vào huyện đường, đưa yêu sách đòi giảm thuế, chia ruộng đất cho nông dân nghèo. Tri huyện Trần Mạnh Đàn buộc phải nhận yêu sách, hứa chuyển lên cấp trên giải quyết. Cuộc biểu tình giành thắng lợi đã gây tiếng vang và cổ vũ nông dân các huyện Nghi Xuân, Hương Khê, Đức Thọ, Kỳ Anh cùng nổi dậy đấu tranh. Ngày 30 tháng 8 1930, hơn 3.000 nông dân huyện Nam Đàn, Nghệ An kéo về huyện đường, phá nhà giam, giải thoát tù nhân, thiêu hủy giấy tờ, sổ sách, và tri huyện Lê Khắc Tưởng đã phải ký tên, đóng dấu vào bản yêu sách của đoàn biểu tình với lời cam đoan. Nam Đàn tri huyện, huyện quan, từ tư dí hẫu, bất đắc nhũng nhiễu nhân dân. Tức là, tri huyện Nam Đàn từ nay về sau không được nhũng nhiễu nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng Cộng sản, làn sóng đấu tranh của nhân dân phát triển dồn dập, mạnh mẽ và đều khắp ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngày 1 tháng 9 năm 1930, trên 2 vạn nông dân Nam Tổng, huyện Thanh Chương, Nghệ An biểu tình kéo về huyện lỵ, phá nhà giam, giải thoát tù nhân và thiêu hủy toàn bộ huyện đường, phá đại lý rượu ti. Tri huyện Nha Lại và lính tráng bỏ chạy trốn lên đồn Tây ở Thanh Quả. Đoàn biểu tình sau đó về các làng trừng trị bọn tổng lý phản động làm chủ thôn xã. Báo Người Lao Khổ của xứ ủy Trung Kỳ viết: ở Thanh Chương và Nam Đàn không ai đóng thuế chợ và cũng không ai dám thu, không ai đi tuần, lính không về canh gác, đế quốc chủ nghĩa bắt triệt hạ, không ai thi hành. Anh em tự tha cho quốc xử phạm, tự chia cho dân cày nghèo, đồn điền Ký Viễn và đất ruộng của giai cấp địa chủ. Anh em tự do lập hội, tự do biểu tình. Thế là luật lệ của đế quốc tan tành. Trong các ngày 7-8 tháng 9 năm 1930, nhân dân huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp đấu tranh kéo thẳng với tỉnh lỵ để uy hiếp, đả đảo chính quyền sở tại. Đoàn biểu tình của nhân dân Cẩm Xuyên trên đường đi tràn vào đốt phá huyện đường, thiêu hủy giấy tờ, sau đó tiến thẳng về thị xã. Anh em tù chính trị tại nhà lao Hà Tĩnh cũng phối hợp nổi dậy đập phá nhà lao, hô khẩu hiệu và tuyệt thực để phản đối nhà cầm quyền. Nhân dân huyện Anh Sơn, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Kỳ Anh, Hà Tĩnh liên tiếp giành thắng lợi trong các ngày 9 và 10 tháng 9 năm 1930. Như vậy, phong trào cách mạng của nhân dân hai tỉnh đã phát triển vượt ra ngoài dự định ban đầu của xứ ủy và các tỉnh ủy. Áp lực đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân đã làm bộ máy chính quyền bọn thực dân phong kiến các làng xã bị tê liệt, tan rã. Các ban chấp hành nông hội đỏ đã thay mặt nhân dân điều hành mọi công việc trong làng xã. Chính quyền Xô Viết được hình thành trong hầu khắp các làng xã hai tỉnh. Đặc biệt là cuộc biểu tình ngày 12 tháng 9 1930 của trên 8.000 nông dân hai huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nổ ra để hưởng ứng cuộc đấu tranh của nhân dân các huyện và cuộc bãi công của công nhân Vinh Bến Thủy, phản đối chính sách khủng bố của bọn thực dân và tay sai. Dưới sự lãnh đạo của huyện ủy Hưng Nguyên, đoàn biểu tình với hàng ngũ chỉnh tề, trang bị gậy gộc, giáo mác, dương cao cờ đỏ búa liềm, kéo đến ga Yên Xuân, phá hủy điện thoại, bắt viên ký ga, sau đó tiến về phủ lỵ Hưng Nguyên. Thực dân Pháp cho máy bay ném bom 2 lần, làm chết 217 người và bị thương 125 người. Từ giữa tháng 9 năm 1930, khắp nơi trong hai tỉnh đã tổ chức meeting truy điệu những người đã hy sinh ở Thái Lão. Nông dân các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghệ An, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã đấu tranh phá huyện lỵ, phá đồn điền của Pháp. Công nhân Vinh Bến Thủy đã bái công trong suốt 2 tháng liền để ủng hộ phong trào nông dân. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm lần thứ 13 Cách mạng tháng 10 Nga
ngày 7 tháng 11 năm 1930. Hơn 1.000 nông dân huyện Yên Thành và gần 2.000 nông dân huyện Diễn Châu tổ chức biểu tình thể hiện tinh thần quốc tế vô sản. Ở các huyện miền núi, đầu năm 1931, Sứ ủy Trung Kỳ cử đồng chí Lê Xuân Đào lên xã Môn Sơn, huyện Con Cuông để xây dựng cơ sở cách mạng. Chi bộ đảng Môn Sơn ra đời vào tháng 4 năm 1931. Và ngày 9 tháng 8 năm 1931, chi bộ đã lãnh đạo 300 nông dân các dân tộc trong vùng đấu tranh với địa chủ, tịch thu lúa, tiền, bạc, nén, chia cho các gia đình nghèo. Như vậy, chỉ trong vòng hơn một năm, phong trào đấu tranh của công nông hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã phát triển lên đến đỉnh cao. Khẩu hiệu đấu tranh chính trị kết hợp với khẩu hiệu kinh tế, hình thức đấu tranh diễn ra quyết liệt. Quần chúng đã vũ trang tự vệ, biểu tình thị uy, tiến công vào cơ quan chính quyền địch ở địa phương. Phong trào lan rộng từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền núi, gây những tổn thất nhất định cho chính quyền thực dân phong kiến. Tuy mới thành lập ở một số xã, thời gian tồn tại chỉ 4 năm tháng, nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng và tính ưu việt của nó. Đó là một chính quyền của dân, do dân và vì dân, nên đã đem lại nhiều lợi ích căn bản cho nhân dân. Về chính trị, bộ máy chính quyền của thực dân phong kiến ở một số thôn xã bị phá bỏ. Nông hội đỏ đã buộc bọn lý trưởng nộp sổ sách, con dấu cho chính quyền Xô Viết. Chính quyền Xô Viết đã ban bố quyền tự do dân chủ cho nhân dân trong làng như tự do hội họp, tự do học chữ và tự do tham gia vào các đoàn thể cách mạng. Về kinh tế, chính quyền Xô Viết tịch thu ruộng đất công, tiền lúa công chia cho dân nghèo. Xô Viết bãi bỏ các thứ thuế như thuế thân, thuế muối, thuế chợ, thuế đỏ, buộc các tổng lý phải trả lại cho dân khoản tiền đã thu. Các chủ nợ phải xóa nợ cho người nghèo, chủ ruộng phải giảm tô chính, bỏ tô phụ cho nông dân. Xô Viết quy định mức tiền công cho người đi làm thuê và thực hiện chế độ ngày làm 8 giờ, chú trọng đắp đập giữ nước, tu sửa cầu cống, đường giao thông. Chính quyền Xô Viết tổ chức ra các phường hội để giúp đỡ nhau làm ăn. Về quân sự, từ tháng 9 năm 1930, chính quyền Xô Viết đã thành lập được 411 đội tự vệ đỏ với 9.114 đội viên, trong đó có 322 đội viên tự vệ cảm tử. Tự vệ đỏ có nhiệm vụ tuần tra canh phòng bảo vệ các cuộc hội họp của đảng, tính mạng và tài sản của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự xóm làng, xung kích trong các cuộc biểu tình. Về văn hóa xã hội, chính quyền Xô Viết tổ chức dạy chữ quốc ngữ cho nhân dân, có 13.592 người đi học, với 886 lớp và 553 giáo viên, đồng thời tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa văn nghệ để tuyên truyền tinh thần yêu nước cho nhân dân, bài trừ những hủ tục mê tín dị đoan, bói toán, cầu cúng, cờ bạc, rượu chè. Trật tự trị an được giữ vững, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong nhân dân được xây dựng. Hoảng sợ trước cao trào cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách khủng bố trắng nhằm dìm Xô Viết Nghệ Tĩnh vào biển máu. Ngày 18 tháng 10, 1930, Lơ Phôn, khâm sứ Trung Kỳ, ra thông điện chỉ thị cho công sứ và tổng đốc các tỉnh ở Trung Kỳ về cách đối phó với Cộng sản. Phàm những người xướng xuất Cộng sản thì xem như là ở ngoài vòng pháp luật và phải lập tức đến quan trên mà trích giải ngay. Những đứa xướng xuất ấy phạm tội quả tang và cổ động hay là xung đột tức thì phải dùng cái phương pháp bất kỳ, phương pháp chi để trừ khử ngay chúng nó. Không cần phải chiếu theo lệ thường mà khám xét và tróc nã cũng được. Thực dân Pháp đã tăng cường bộ máy thống trị ở địa phương, đem nhiều quan chức mật thám có kinh nghiệm từ Huế và các tỉnh về Nghệ Tĩnh như Bonhomme, Nguyễn Khoa Kỳ, Tôn Thất Đàn. Tăng cường và điều lính về Nghệ Tĩnh, lập đồn bốt từ làng đến tổng, mở rộng và lập thêm nhà tù. Đồng thời, dùng chính sách mị dân, ra tờ Hoan Châu Tân Báo, Hà Tĩnh Tân Văn, Thanh Nghệ Tĩnh Tân Văn.
dán yết thị, yết cáo khắp nơi để dụ dỗ mua chuộc nhân dân đừng theo Cộng sản. Chúng tổ chức các buổi rước cờ vàng và phát thẻ quy thuận nhằm chia rẽ và cô lập lực lượng cách mạng trong quần chúng nhân dân. Chính sách khủng bố trắng của thực dân Pháp đã gây cho phong trào cách mạng nhiều tổn thất. Riêng ở Nghệ An, bọn chúng đã giết gần 1.500 người, bắt giam gần 7.000 người. Nhiều làng bị đốt trụi như Phù Việt, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Long Ân, Tổng Hoàng Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An, Yên Phú, Yên Thọ, huyện Hưng Nguyên, Song Lộc, huyện Nghi Lộc. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến xứ ủy, tỉnh ủy, huyện ủy đều bị đánh phá nghiêm trọng. Để bảo vệ cơ sở Đảng và bảo toàn lực lượng cách mạng, tỉnh ủy Nghệ An và Hà Tĩnh đã chủ trương rút lui vào các vùng rừng núi sâu để hoạt động bí mật. Đảng kịp thời ra truyền đơn báo chí nhằm chống lại luận điệu lừa bịp của địch, đồng thời động viên tinh thần cách mạng trong quần chúng nhân dân. Cao trào cách mạng 1930-1931 ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã gây tiếng vang lớn trong nước và trên thế giới. Sau khi Xô Viết Nghệ Tĩnh nổ ra, đặc biệt là khi có thông báo của Trung ương Đảng gửi các tỉnh, các cuộc đấu tranh ủng hộ Nghệ Tĩnh đỏ đã phát triển rộng khắp trên toàn quốc. Ở Hà Nội, học sinh giải truyền đơn, công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng, than Quảng Ninh, bãi công, công nhân dệt Nam Định, đình công. Ở Sài Gòn, công nhân hàng dầu, nhà bè, đình công. Nông dân các huyện Đức Phổ, Sơn Tịnh, Mộ Đức ở tỉnh Quảng Ngãi biểu tình ủng hộ công nông Nghệ Tĩnh. Đặc biệt là ngày 14 tháng 10 1930, nông dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, và ngày 20 tháng 10 năm 1930, nông dân Bình Lục, tỉnh Hà Nam tập trung tại các đình làng đấu tranh với khẩu hiệu không được đụng đến công nông Nghệ Tĩnh. Trong thời gian này, báo chí cả nước đã đưa tin về Xô Viết Nghệ Tĩnh như báo Cờ Đỏ của xứ ủy Nam Kỳ, báo Bồi Bếp của chi bộ Đảng Sài Gòn, báo Người Lao Khổ ra lời kêu gọi. Công nông khắp trong nước xông vào mặt đế quốc mặt thét rằng không được đụng đến công nông Nghệ Tĩnh. Ảnh hưởng của Xô Viết Nghệ Tĩnh còn chấn động dư luận trên toàn thế giới. Ngày 27 tháng 2 năm 1931, Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đã ra lời kêu gọi các cấp ủy Đảng Cộng sản Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ phải huy động thợ thuyền dân cày lao khổ đấu tranh ủng hộ phong trào Cộng sản Đông Dương bằng mọi phương diện, đồng thời cổ vũ tinh thần đấu tranh anh dũng của họ. Xô Viết Nghệ Tĩnh đã được nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới ủng hộ và quốc tế Cộng sản đánh giá rất cao. Trong phiên họp thứ 25 ngày 11 tháng 4 1931 của Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhận Đảng ta là phân bộ độc lập của quốc tế Cộng sản. Tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 họp tại Moscow năm 1935, đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương có 3 đồng chí tham gia, trong đó có 2 đồng chí người Nghệ Tĩnh, đồng chí Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản. Xô Viết Nghệ Tĩnh được coi là cầu nối của cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng quốc tế. Mặc dù chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, song Xô Viết Nghệ Tĩnh đã có những ý nghĩa vô cùng lớn lao. Là đỉnh cao của phong trào cách mạng rộng lớn đầu tiên của quần chúng công nông ở nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Xô Viết Nghệ Tĩnh khẳng định trong thực tế quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của giai cấp công nhân và đảng tiền phong của nó. Xô Viết Nghệ Tĩnh cùng với phong trào cách mạng 1930-1931 là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng 8 năm 1945 ở nước ta. Qua phong trào này, một loạt vấn đề cơ bản về đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng được thử thách và đem lại những kinh nghiệm bổ ích cho tiến trình cách mạng tiếp sau. Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh đã xây dựng được khối liên minh công nông vững chắc. Xô Viết Nghệ Tĩnh cổ vũ mạnh mẽ nhân dân ta, chủ yếu là công nhân và nông dân,
làm cho họ tự thấy có đủ khả năng lật đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến, xây dựng xã hội mới. Xô Viết nghệ tính là hiện tượng độc đáo trong phong trào giải phóng dân tộc toàn thế giới. Ảnh hưởng của Xô Viết nghệ tính không những vang dội trong toàn quốc mà còn chấn động dư luận quốc tế. Lần đầu tiên ở nước ta, vấn đề nông dân trở thành một nội dung quan trọng, mà đỉnh cao là Xô Viết nghệ tính đã đào tạo cho cách mạng nước ta một đội ngũ cán bộ rất lớn, vững vàng qua thử thách ác liệt trong cuộc chiến đấu sống mái với kẻ thù của giai cấp và của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô Viết nghệ tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc cách mạng tháng 8 thắng lợi sau này. Cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết nghệ tĩnh đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu, khẳng định dứt khoát vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc và phong kiến, giành độc lập dân tộc, biết sử dụng những hình thức và phương pháp cách mạng thích hợp với từng hoàn cảnh lịch sử. Để giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng và đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, được Hội đồng Chính phủ cho phép xây dựng Bảo tàng Xô Viết nghệ tĩnh. Ngày 15 tháng Giêng năm 1960, Bộ Văn hóa đã ra quyết định thành lập Bảo tàng Xô Viết nghệ tĩnh ngay trên mảnh đất diễn ra sự kiện này. Ngày 3 tháng 2 1964, Bác Hồ đã trực tiếp ký lời đề tựa cho Bảo tàng Xô Viết nghệ tĩnh. Từ đó đến nay, Bảo tàng đã nhiều lần được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới thăm. Xô Viết nghệ tĩnh mãi trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Bảo tàng Xô Viết nghệ tĩnh mãi mãi là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho mọi thế hệ. Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, Công ty Cổ phần Xi măng 12 tháng 9 Anh Sơn hân hạnh tài trợ bộ phim này.